Minh Thư xin mến chào quý cô chú, anh chị, các bạn và các em. Sa tế là một loại gia vị quen thuộc, thường được dùng để tẩm ướp những loại thực phẩm trước khi chế biến hoặc được thêm vào một số món ăn nhằm tăng hương vị thơm ngon hơn. Hôm trước, sau video chia sẻ cách nấu bún sa tế chay, có rất nhiều yêu cầu gửi về kênh yêu cầu Minh Thư chia sẻ cách làm sa tế chay. Vì vậy, hôm nay trong video này, Minh Thư xin chia sẻ cách làm sa tế sả ớt chay vô cùng đơn giản mà lại rất thơm ngon. Xin mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng vào bếp với Minh Thư nhé! Đây là toàn bộ phần nguyên liệu. Minh Thư sử dụng ở đây là 250g sả, 250g ớt sần và thêm 5 trái ớt cay. Thêm vào đó, Minh Thư sử dụng là 150g hành tím và 400ml dầu ăn. Trước tiên với sả, Minh Thư sẽ lột bỏ phần vỏ già ở bên ngoài, mang đi rửa sạch, rồi Minh Thư bào cho mỏng ra. Sả bào mỏng ra để tí nữa mình mang đi xay cho dễ hơn. Đây, Minh Thư bào xong rồi thì để riêng ra. Ớt sần Minh Thư bổ đôi, bỏ hết phần hạt rồi sắc ớt nhỏ ra. Cắt nhỏ ớt sần xong rồi, Minh Thư cũng cắt nhỏ ớt cay ra. Hành tím Minh Thư cũng cắt nhỏ ra. Sau khi đã sắc nhỏ nguyên liệu rồi, Minh Thư sẽ cho sả vào trong cối rồi mình mang đi xay trước. Sả thì Minh Thư sẽ xay cho nhuyễn ra. Chúng ta sẽ xay sả cho đến khi thấy sả không có còn chảy ở trong cối nữa là được. Xay sả nhuyễn như thế này là được nè cô chú anh chị. Minh Thư sẽ cho ra một cái đĩa. Tiếp theo, Minh Thư sẽ cho tiếp hành tím vào và xay nhỏ ra. Xay hành tím rất là nhanh, xay một chút xíu là được rồi. Minh Thư sẽ để riêng ra ngoài một cái đĩa. Tiếp theo, Minh Thư sẽ cho hết ớt vào trong cối xay, rồi mình cho thêm vào đây 200ml dầu ăn để xay cùng với ớt luôn. Rồi Minh Thư mang đi xay cho ớt của chúng ta nhuyễn ra nhé. Xào sa tế thì sợ nhất là cay nồng. Và mình xay ớt với dầu ăn là một mẹo để tí nữa mình xào sa tế sẽ không có bị cay nồng đó cô chú anh chị. Với cách làm sa tế ngày hôm nay, Minh Thư sẽ không còn dùng đến dầu màu điều, mà sa tế của chúng ta cũng sẽ có được một màu rất là đẹp từ ớt và dầu ăn. Xay cho ớt nhuyễn ra như vậy là được. Minh Thư sẽ cho ra tô. Đây, cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem màu ớt sau khi xay xong nè. Cái lớp dầu ăn bám trên thành tô. Khi mà mình xay ớt vào thì có cái màu rất là đẹp rồi. Như thế này là chúng ta sẽ không còn dùng thêm dầu màu điều để làm món sa tế chay ngày hôm nay. Tiếp theo, Minh Thư sẽ bắt chảo lên bếp và cho vào 200ml dầu ăn còn lại. Chờ cho dầu ăn nóng lên, Minh Thư sẽ cho hết sả vào xào sả. Sả thì lúc này Minh Thư sẽ xào ở mức lửa lớn để cho sả của chúng ta được thơm. Món sa tế chay có rất nhiều công thức. Mà với công thức ngày hôm nay thì Minh Thư thường hay nấu ở trong gia đình mình sử dụng. Minh Thư không dùng đến tỏi, cho nên là Minh Thư sẽ chia sẻ cái công thức này đến cô chú anh chị và các bạn. Sa tế thì làm rất là đơn giản và cũng rất là nhanh chứ không có lâu. Và xào cho đến khi sả của chúng ta bắt đầu ngả sang màu hơi vàng một chút là Minh Thư sẽ cho hết hành tím vào mình xào cùng. Không để cho sả của chúng ta vàng hẳn, chỉ để cho sả vừa mới hơi ngả sang màu vàng là Minh Thư sẽ cho tiếp hành tím vào mình xào cùng luôn. Lúc này thì Minh Thư cũng để ở mức lửa lớn và Minh Thư xào thêm một chút nữa để cho sả và hành của chúng ta chuyển sang màu vàng hẳn là Minh Thư sẽ cho hết ớt vào. Lúc này thì Minh Thư cũng đảo đều tay liên tục, sả của chúng ta nó sẽ rất là nhanh chuyển sang màu vàng đó cô chú anh chị. Đây, lúc này là sả của chúng ta đã bắt đầu chuyển sang màu vàng đậm hơn rồi. Xào thêm khoảng chừng 10 giây nữa, lúc này sả của chúng ta đã chuyển sang màu vàng đậm hơn và đã rất là thơm rồi. Như thế này là được, Minh Thư sẽ cho hết ớt vào. Bây giờ thì Minh Thư sẽ giảm về mức lửa nhỏ và Minh Thư cũng đảo đều tay liên tục. Khi cho ớt vào thì Minh Thư sẽ giảm về mức lửa nhỏ để mình xào sa tế.
Lúc này thì Minh Thư sẽ nêm vào trong này 1,5 muỗng cà phê muối hồng, thêm vào 4 muỗng cà phê đường. Sau khi cho gia vị vào, Minh Thư cũng sẽ đảo đều tay liên tục để sa tế của chúng ta sẽ không bị cháy nhé cô chú anh chị. Với lượng gia vị Minh Thư nêm nếm ngày hôm nay thì sa tế của chúng ta sẽ rất là vừa ăn. Tùy với mục đích sử dụng thì cô chú anh chị và các bạn mình có thể nêm nếm sa tế tùy thuộc vào khẩu vị của mình. Lúc này thì Minh Thư sẽ để ở mức lửa nhỏ. Minh Thư sẽ xào sa tế từ từ như vậy cho đến khi sa tế của chúng ta lên cái màu đẹp, sả và ớt của chúng ta chuyển sang màu vàng đậm là được. Minh Thư sẽ xào sa tế trong vòng khoảng chừng là 1 phút rưỡi cho đến 2 phút đó cô chú anh chị. Và Minh Thư cũng sẽ đảo trộn đều tay liên tục ở mức lửa nhỏ. Đừng nôn nóng khi chúng ta làm sa tế. Nôn nóng chúng ta cho lửa lớn là sa tế của chúng ta nó sẽ bị cháy và sẽ bị đắng đó. Và Minh Thư cứ đảo trộn đều tay liên tục như vậy cho đến khi sa tế của chúng ta hoàn thành. Lúc này sa tế lên một cái mùi thơm vô cùng hấp dẫn, màu sắc cực kỳ là đẹp mắt luôn nè cô chú anh chị ơi. Xào khoảng chừng 2 phút, lúc này thì sa tế của chúng ta đã lên màu vô cùng đẹp. Sả và ớt của chúng ta cũng đã có một cái màu vàng rất là đẹp rồi. Như thế này là được rồi đó cô chú anh chị. Minh Thư sẽ tắt bếp luôn. Và sau khi tắt bếp thì dầu của chúng ta vẫn còn sôi. Tí nữa thì sả và ớt của chúng ta cũng sẽ có cái màu đậm hơn. Cho nên là cô chú anh chị và các bạn mình lưu ý là mình sẽ không xào sa tế cho đến khi mà chuyển sang cái màu vàng đậm quá. Thì sau khi tắt bếp, sa tế của chúng ta sẽ có một cái màu rất là đậm và sẽ bị cháy đó. Chúng ta chỉ xào cho đến khi sa tế của chúng ta có màu đỏ đẹp như vậy là được rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món sa tế chay của chúng ta ngày hôm nay rồi. Món sa tế này dùng ăn kèm với những món nước như là bún, phở, hoặc là dùng để tẩm ướp những loại thực phẩm trước khi mình chế biến, rất là ngon. Sau khi tắt bếp thì Minh Thư sẽ nhanh chóng cho sa tế của chúng ta vào trong những lọ thủy tinh, rồi mình đậy nắp lại để tạo chân không. Như vậy thì chúng ta sẽ bảo quản sa tế của chúng ta được rất là lâu. Và Minh Thư cũng cho cái sa tế xuống dưới, rồi mình cho lớp dầu lên trên. Như vậy thì sa tế của chúng ta mới để được lâu nhé cô chú anh chị. Lúc này thì sa tế của chúng ta cũng đã có cái màu đậm hơn lúc ban nãy nè cô chú anh chị. Như thế này là đã hoàn thành xong món sa tế chay ngày hôm nay rồi. Nếu yêu thích video này, cô chú anh chị và các bạn hãy like video để động viên tinh thần cho Minh Thư nhé. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.